Thưa quý vị, hôm nay 28 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành một cuộc điện đàm. Sự kiện này rất được dư luận quan tâm trong bối cảnh Mỹ đang xem xét dỡ bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Phát biểu với báo giới, ông John Kirby, điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết một trong những trọng tâm của cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là việc kiểm soát sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới ông nhận định giữa hai nước có nhiều vấn đề căng thẳng nhưng cũng có những lĩnh vực có thể hợp tác ví dụ như vấn đề khí hậu đồng thời ông cho biết tổng thống biden muốn đảm bảo duy trì các đường dây liên lạc với trung quốc tuy nhiên tổng thống biden vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng dù nhà lãnh đạo mỹ tin rằng việc chính quyền tiền nhiệm của ông donald trump áp đặt thuế quan không đem lại hiệu quả cao Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể sắp đến đảo Đài Loan của Trung Quốc, dù bà Pelosi chưa xác nhận chuyến thăm, song phía Bắc Kinh đã cảnh báo sẽ dùng biện pháp mạnh nếu bà Pelosi thực sự trở thành quan chức dân cử cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan kể từ năm 1997. Nếu Mỹ thách thức giới hạn cuối cùng của Trung Quốc, phía Mỹ sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả. Trước đó, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Mark Milley cho rằng, hành vi của Bắc Kinh mang tính đối đầu hơn rất nhiều so với 5 đến 15 năm trước. Cụ thể là số lần máy bay Trung Quốc ngăn chặn máy bay của các đồng minh và đối tác của Mỹ ở không phận quốc tế trên Thái Bình Dương đã tăng gấp 7 lần trong 5 năm gần đây.